Quý vị và các bạn thân mến, gần đây hàng trăm triệu cư dân thành phố biển Chu Hải cùng đông đảo người dân đang sinh sống tại khu vực cao nguyên Tây Tạng và khu vực Nội Mông Trung Quốc đang hết sức hoang mang và phẫn nộ khi mà họ biết được thông tin rằng chỉ số nhiễm phóng xạ nơi mà cộng đồng cư dân thuộc các địa phương này đang sinh sống vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Cụ thể, chỉ số nhiễm phóng xạ hạt nhân ở các vùng này thậm chí nó còn cao hơn chỉ số nhiễm phóng xạ trong nước xả thải hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi Nhật Bản gấp cả chục lần. Và đương nhiên, các nước châu Âu cùng một số tổ chức quốc tế cũng biết được thông tin đáng sợ này. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là vì sao chỉ số nhiễm phóng xạ hạt nhân nguyên tử tại các vùng này của Trung Quốc lại cao và nguy hiểm tới như vậy? Đâu là thủ phạm đứng đằng sau nó? Và ai là người phải chịu trách nhiệm trước sinh mạng, cuộc sống của hàng trăm triệu người dân đã và đang từng ngày bị chất phóng xạ hạt nhân trực tiếp tác động và đe dọa thông qua nguồn nước, đất đai, lương thực thực phẩm và thậm chí là cả môi trường không khí nữa. Bàn tay tội ác nào đã và đang bất chấp an nguy sinh mạng của đông đảo người dân để mà đứng đằng sau che giấu và thao khống trò chơi tử thần này? Ngay sau đây, không chần chừ thêm nữa, xin kính mời quý khán thính giả của Trí Thức Mới hãy hào phóng bấm like và đồng hành cùng Lê Minh để cùng vén lên bức màn bí ẩn và đáng sợ này. Hàng trăm triệu người bàng hoàng. Lại nói, vào tháng 8 năm 2023, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản triển khai kế hoạch xả nước thải hạt nhân ra biển. Sự kiện này vốn đã được thế giới bên ngoài quan tâm chú ý từ lâu. Người dân Trung Quốc ngay lập tức hoảng sợ. Trong chốc lát, doanh số bán hàng máy dò bức xạ hạt nhân di động có tên bộ đếm Geiger đã tăng tới hơn 200%. Trên thực tế, loại máy dò này sẽ không được sử dụng ngay vì tỉnh Fukushima nằm ở phía đông của đảo Menshu và hướng ra Thái Bình Dương. Nước thải thải ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima trước tiên sẽ được đưa đến bán đảo Kamchatka theo hướng từ nam lên bắc bởi dòng hải lưu ấm Nhật Bản, hay còn gọi là dòng hải lưu Kuroshio, đi qua quần đảo Aleut, sau đó đến Alaska và bờ biển phía tây Canada. Nhanh nhất thì vài tháng nữa nó mới đến Trung Quốc. Nếu nói đến nhu cầu mua máy dò bức xạ hạt nhân thì trước tiên phải là người Nga, người Canada và người Mỹ, chứ không phải là người Trung Quốc. Người ta nói rằng sau khi mọi người có được thiết bị này, họ ngay lập tức bắt đầu đo lường kiểm tra theo kiểu thiên la địa võng của phong trào nhân dân, bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác đến từ Nhật Bản. Theo thông tin, thiết bị này có thể phát hiện tia alpha, tia beta và các loại bức xạ hạt nhân có vượt mức tiêu chuẩn hay không. Chỉ số đọc càng cao thì chỉ số bức xạ càng lớn. Các phóng viên của CCTV thậm chí đã đi đến tỉnh Fukushima với thiết bị tương tự để mà kiểm tra chỉ số bức xạ của nước thải hạt nhân. Kết quả là các chỉ số thử nghiệm của nước thải do nhà máy điện hạt nhân Fukushima xả thải vào hôm 24 tháng 8 đều nằm trong phạm vi bình thường. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng cung cấp dữ liệu thời gian thực về việc xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi trên trang web của mình. Các số liệu cũng nằm trong phạm vi an toàn. Hơn nữa, các loại hàng hóa Nhật Bản được cư dân mạng sử dụng đều bình thường, nên người dân Trung Quốc cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Một số cư dân mạng lanh lợi cho rằng mua máy dò bức xạ về cũng chỉ dùng một lần rồi gác xó, quả thực quá là đáng tiếc. Vậy là họ đem máy ra thực hiện kiểm tra toàn diện. Khi này, người dân Trung Quốc mới tá hỏa phát hiện ra rằng chỉ số bức xạ ở nhiều nơi trong nhà của họ vượt xa chỉ số ở Fukushima. Cụ thể, chỉ số bức xạ của gạch men, vật liệu xây dựng và thậm chí chỉ số bức xạ mặt đất cũng đã vượt xa nước biển ở Fukushima. Cư dân mạng lập tức xôn xao. Trời ơi, chỉ số bức xạ của nước thải hạt nhân ở Fukushima chỉ là 0,2, còn chỉ số bức xạ ở Tokyo là 0,19. Tại sao nhà chúng ta lại cao gấp 10 lần Nhật Bản cơ chứ? Và một điều gì đó thậm chí còn bất ngờ hơn vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Có người tra thấy chỉ số bức xạ ở nhiều nơi khác nhau ở Trung Quốc do Trung tâm Công nghệ Giám sát Môi trường Bức xạ thuộc Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc công bố, liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hóa ra chỉ số bức xạ của nhiều thành phố ở Trung Quốc còn cao hơn cả Fukushima. Và điều gây sốc nhất là đứng ở vị trí đầu tiên là Tây Tạng, thứ hai là Chu Hải. Chu Hải được mệnh danh là thành phố hoa viên ven biển của Trung Quốc. Tây Tạng có mật độ dân số thấp và ít ngành công nghiệp hiện đại. Tại sao chỉ số bức xạ môi trường lại cao đến như vậy và còn xếp vị trí đầu tiên trong tất cả các vùng của Trung Quốc? Tất nhiên, lúc này không thể thiếu các chuyên gia bước ra dập lửa hòng trấn an
hay nói chính xác là đánh lừa dư luận. Họ lập tức ra mặt và nói: "Mọi người hãy bình tĩnh. Nguyên nhân khiến mức độ bức xạ ở Tây Tạng cao là do tia cực tím gây ra. Vì không khí ở trên cao nguyên loãng hơn so với những nơi có độ cao thấp, còn chỉ số bức xạ ở Chu Hải cao vì nó nằm ở đồng bằng châu thổ Châu Giang ở Hoa Nam. Trên bề mặt có chứa lượng đá Mojogranite dồi dào. Loại đá granite này có chứa nguyên tố phóng xạ như là uranium và thorium. Vì vậy, chỉ số bức xạ tại đây mới cao như vậy." Tuy nhiên thì đối với những cư dân mạng mà có sự am hiểu nhất định, họ không dễ bị lừa như vậy. Họ nói: "Coi chúng tôi là những kẻ ngốc sao? Nhiều ngọn núi có không khí loãng hơn, thậm chí có một số nơi còn cao hơn cả Tây Tạng, chẳng hạn như dãy Himalaya và Ladakh ở Ấn Độ. Tại sao chỉ số bức xạ ở những nơi này lại không cao như vậy? Ngoài ra, đá Mojogranite trải rộng khắp năm châu bốn biển trên trái đất. Tại sao chỉ số ở những nơi này không cao như chỉ số phóng xạ ở Trung Quốc?" Ngay khi mọi người đang hoang mang, thì một tin đồn kinh hoàng trên Internet xuất hiện, nói rằng tình trạng ô nhiễm phóng xạ quy mô lớn đã xảy ra ở Nội Mông. Bây giờ lại càng khó hiểu hơn. Tại sao một nơi như Fukushima không có chỉ số bức xạ cao đến thế, còn các nơi ở Trung Quốc đều bị ô nhiễm phóng xạ hạt nhân? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi khám phá lý do của những chuyện khó hiểu này dựa trên một số manh mối quan trọng. Chúng ta hãy bắt đầu với hai đoạn tin tức từ cách nay gần 40 năm trước. Vén màn bí ẩn, nguồn gốc ô nhiễm phóng xạ hạt nhân ở Trung Quốc. Vào ngày 8 tháng 2 năm 1984, tờ New York Times đăng một đoạn tin tức nói rằng các quan chức ngành điện hạt nhân châu Âu và các giám đốc điều hành ngành công nghiệp đã tuyên bố rằng một công ty của Đức đã ký một hợp đồng thuê không gian dự trữ chất thải hạt nhân với Trung Quốc. Nói một cách dễ hiểu, một công ty hạt nhân của Đức tên là Nukem Energy đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc. Nukem sẽ vận chuyển chất thải của các nhà máy điện hạt nhân và công nghiệp hạt nhân của họ đến các vùng sâu vùng xa ở Trung Quốc để dự trữ vĩnh viễn. Công ty này sẽ phải trả cho Trung Quốc 5,45 tỷ USD phí thuê đất. Đồng thời, Trung Quốc cũng đang vận động chính phủ Thụy Sĩ và các chính phủ Tây Âu khác, hy vọng họ cũng sẽ chôn cất chất thải hạt nhân tại Trung Quốc và trả phí thuê cho đất nước này. Trong đoạn tin tức này, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận trên qua một cuộc họp đấu thầu. Bởi vì đây là cuộc họp đấu thầu bí mật, thế giới bên ngoài không biết nước nào tham gia, nhưng suy cho cùng, nếu Trung Quốc đạt được thỏa thuận này, liệu họ có đủ khả năng xử lý chất thải hạt nhân hay là không? Chúng ta biết rằng chất thải hạt nhân được chia làm 3 mức độ: cao, trung bình và thấp tùy theo độ phóng xạ. Mức độ thấp nhất là chất thải hạt nhân cấp độ thấp, là những vật dụng bị ô nhiễm nhẹ như là dụng cụ, quần áo làm việc của nhân viên tiếp xúc với vật liệu hạt nhân, vân vân. Phần này chiếm số lượng rất lớn, chiếm tới 90% tổng lượng chất thải hạt nhân, nhưng tính phóng xạ chỉ chiếm 1% mà thôi. Mức độ thứ hai là chất thải hạt nhân cấp độ trung, là vật phẩm phóng xạ trung gian, bao gồm thiết bị lọc dùng trong kỹ thuật hạt nhân, thép bên trong lò phản ứng, các thành phần và nước thải phát sinh trong quá trình xử lý công nghiệp hạt nhân, vân vân. Những vật phẩm này chiếm khoảng 7% tổng lượng chất thải hạt nhân và tính phóng xạ chiếm khoảng 4%. Xử lý chất thải hạt nhân mức thấp và mức trung tương đối thuận tiện. Sau khi nén và đóng vào thùng rồi chôn xuống hầm thì có thể cách ly bức xạ, nhưng phải đợi hàng trăm năm sau con người mới có thể tiếp xúc với nó một cách an toàn. Mức độ thứ ba là chất thải hạt nhân cấp độ cao, là nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, tức các nhiên liệu hạt nhân đã được các nhà máy hạt nhân sử dụng. Mặc dù nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng không còn khả năng duy trì phản ứng hạt nhân, nhưng vẫn chứa một lượng lớn nguyên tố phóng xạ. Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng chỉ chiếm 3% tổng lượng chất thải hạt nhân, nhưng tính phóng xạ của nó lại chiếm đến 95%. Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng khó xử lý hơn rất nhiều. Chu kỳ bán giá của nhiên liệu đã qua sử dụng kéo dài tới 5.000 năm. Trong giai đoạn này, bất kỳ người hoặc động vật nào tiếp xúc với nó thì sẽ có nguy cơ cao mắc các khối u ác tính, bệnh bạch cầu và các bệnh gây tử vong khác. Điều đáng sợ nhất là bức xạ có thể ảnh hưởng đến DNA của tế bào sống, gây ra các bệnh di truyền và thậm chí là dị tật ở động vật, con người hoặc thực vật. Nó có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện nay quốc tế có 3 phương pháp phổ biến để xử lý chất thải hạt nhân. Thứ nhất là chôn sâu dưới lòng đất. Cách này đơn giản nhất, nhưng phương pháp này cũng có yêu cầu tương đối cao về môi trường địa chất. Ví dụ như bãi chôn lấp phải sâu và cấu trúc địa chất phải kín gió, có cấu trúc đá tốt và không được có nước ngầm chảy vào. Bởi vì nếu điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc nó có thể được kết nối với nguồn nước ngầm. Việc chôn chất thải hạt nhân ở nơi như vậy sẽ trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước và mang lại thảm họa sinh thái.
Một yêu cầu khác đối với việc chôn lấp chất thải hạt nhân là không được chôn ở khu vực dễ xảy ra động đất, vì động đất có thể đẩy chất thải hạt nhân lên bề mặt hoặc làm hỏng các thùng chứa chất thải hạt nhân, gây rò rỉ và diễn ra thảm họa thảm khốc cho khu vực quanh đó. Phương pháp xử lý thứ hai là tái chế. Phương pháp này thì lại rất tốn kém. Hơn nữa, công nghệ này vẫn còn khá non nớt vào những năm 80 và phải đến thế kỷ 21 công nghệ tái chế mới bắt đầu được sử dụng. Phương pháp xử lý thứ ba là hóa rắn nhiên liệu đã qua sử dụng thành thủy tinh. Phương pháp này cũng giống như phương pháp thứ hai, trình độ công nghệ vào những năm 80 còn khá thấp và phải đến năm 2014, quốc gia có nhiều nhà máy điện hạt nhân lớn như Pháp mới bắt đầu chính thức áp dụng phương pháp thủy tinh hóa này. Vì vậy, đến cuối thế kỷ 20, tất cả các quốc gia có nhà máy điện hạt nhân đều áp dụng phương pháp xử lý thứ nhất, đó là chôn chất thải hạt nhân dưới lòng đất hoặc ném xuống vùng biển sâu. Mỗi quốc gia đều rất thận trọng trong việc tìm kiếm nơi chôn chất thải hạt nhân và cần phải có đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau để tiến hành khảo sát, kiểm định các điều kiện địa chất và môi trường khác. Tâm lý của người dân địa phương cũng là một yếu tố cần cân nhắc. Chẳng hạn như Phần Lan đã tìm kiếm địa điểm thích hợp để chôn chất thải hạt nhân trên toàn quốc từ năm 1983. Phải mất 7 năm tìm kiếm, họ mới chọn được địa điểm có tên là Eurajoki ở bờ biển phía tây Phần Lan. Lòng đất tại địa điểm này toàn là đá granite, cũng không có một giọt nước nên họ đã vất vả đào sâu suốt 5 năm mới đạt tới độ sâu 420m. Sau đó mới bắt đầu dự trữ lô chất thải hạt nhân đầu tiên. Nếu tiếp tục dự trữ chất thải hạt nhân thì sẽ phải tiếp tục đào sâu xuống hơn. Các chuyên gia ở Đức còn đau đầu hơn Phần Lan bởi đất ở Đức hầu như toàn là đất sét và rất ít đá granite, nên họ mới có cách là thuê Trung Quốc làm địa điểm để dự trữ chất thải hạt nhân. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng những chuyên gia đang lo lắng về chất thải hạt nhân khi nghe được tin Trung Quốc, quốc gia chưa có nhà máy điện hạt nhân nào vào những năm 80, đã thực sự chấp nhận, thậm chí là mời gọi chất thải hạt nhân từ châu Âu một cách dễ dàng như vậy, thì họ đã bất ngờ và vui mừng như thế nào. Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ về việc liệu nguồn tin của New York Times có đáng tin cậy hay không. Điều này đã nhanh chóng được làm rõ. Vài ngày sau, tờ Washington Post đăng tải nội dung tương tự và tiết lộ thêm chi tiết. Báo cáo cho biết Đức có tổng cộng 3 công ty. Một là Nukem, hai công ty còn lại là Chance Nuclear và Alfred Hempel. Bên thay mặt Trung Quốc ký kết thỏa thuận là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp năng lượng nguyên tử Trung Quốc trực thuộc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc. Hợp đồng giữa hai bên cho thấy 3 công ty Đức này sẽ vận chuyển 4.000 tấn chất thải hạt nhân sang Trung Quốc trong vòng 16 năm sau đó. Tính ở mức 1.500 USD mỗi kg, các công ty Đức sẽ phải chi trả tổng cộng 5,1 đến 6 tỷ USD phí cho Trung Quốc. Như vậy, số tiền gần 6 tỷ USD là một số tiền rất lớn đối với Trung Quốc vào thời điểm đó. Vậy số rác thải hạt nhân trên được chôn giấu ở đâu? Nó nằm ở vùng Tây Bắc hoang vắng của Trung Quốc. Về vị trí cụ thể, báo cáo chỉ mơ hồ đề cập đến một nơi, đó là sa mạc Gobi mà thôi. Ngay sau khi báo cáo này được đưa ra, thế giới bên ngoài đã đặt câu hỏi rằng liệu Trung Quốc có khả năng để mà xử lý chất thải hạt nhân hay là không? Đại diện Trung Quốc đã tỏ ra cứng rắn trong vấn đề này. Mấu chốt đơn giản là đó không phải là việc của các bạn. Đại diện Trung Quốc nói chúng tôi có công nghệ và khả năng quản lý tốt đối với chất thải hạt nhân, không cần thế giới bên ngoài phải lo lắng đâu. Về việc thỏa thuận này được thực hiện sau đó như thế nào thì không có báo cáo thêm và cũng không có tin tức nào cho thấy rằng là Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các cơ sở dự trữ chất thải hạt nhân vào thời điểm đó. Không ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với chất thải hạt nhân sau khi nó được đưa vào lãnh thổ Trung Quốc. Hiện tại ở Trung Quốc có 3 địa điểm dự trữ chất thải hạt nhân được thế giới bên ngoài biết đến. Một ở phía tây bắc của tỉnh Cam Túc có tên là kho xử lý Ngọc Long, mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018. Địa điểm còn lại nằm gần Vịnh Đại Á ở Quảng Đông, có tên là kho xử lý Bắc Long. Nó được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2000. Địa điểm thứ 3 nằm ở Tứ Xuyên, có tên là kho xử lý Phi Phụng Sơn. Kho này thì vẫn đang được xây dựng và sẽ không được đưa vào sử dụng cho đến năm 2025. Thế thì điều này có nghĩa gì? 38 năm trước, Trung Quốc không có cơ sở chứa chất thải hạt nhân nào đạt tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế cả. Đó là một sự thật rất phũ phàng. Và trên thực tế, Trung Quốc đã bắt đầu khá muộn trong vấn đề này. 38 năm trước, cho dù đó là chất thải từ ngành công nghiệp hạt nhân quân sự hay chất thải hạt nhân dân sự được vận chuyển từ nước ngoài tới, chúng chỉ có thể được chôn lấp một cách qua loa và hầu như không có sự giám sát nào hết. Bí ẩn ô nhiễm hạt nhân Tây Tạng, tội ác chưa được đưa ra ánh sáng. Năm 1988, một người Anh tên là Vania Coley
đã đến Tây Tạng. Cô Curly đã từng làm phóng viên và nhà sản xuất tại đài BBC và có mối quan hệ rộng rãi. Cô nghe nói ở cao nguyên Thanh Tạng có truyền ra tin tức về sự xuất hiện của chất thải hạt nhân, cho nên cô đã đến đây để mà điều tra. Lần đầu tiên Curly đến khu vực Amdo ở Tây Tạng. Khu vực này nằm ở phía đông bắc của cao nguyên Thanh Tạng. Nơi đây có thảo nguyên rộng lớn và vùng đất hoang vắng không có người ở. Sau khi cô đến Amdo, cô tiếp tục đi thăm dò tin tức từ người dân địa phương. Người dân địa phương đã phàn nàn với cô rằng trước đây mùa màng ở vùng Amdo rất phát triển, chăn nuôi cũng phát triển cực kỳ tốt. Nhưng không hiểu sao trong những năm gần đây, số lượng gia súc chết tăng mạnh. Nhiều gia súc còn sinh ra những thai chết kèm theo dị tật. Sau đó Kelly đã đến một khu cộng đồng chăn nuôi ở phía bắc Amdo. Không thể tìm thấy địa điểm này trên bản đồ. Cô sống trong một ngôi nhà của người Tây Tạng. Đây là một khu cộng đồng nhỏ với dân số chỉ hơn 100 người. Chỉ trong vài năm đã có gần 30 người chết. Tuy nhiên, người ở địa phương không biết nguyên nhân gây ra cái chết là gì. Một người phụ nữ tên là Cherin Donma đã bí mật nói với Curly rằng cô đã mang thai 3 lần liên tiếp, nhưng tiếc là tất cả thai nhi đều chết lưu. Điều này đã khiến Donma vô cùng đau khổ. Điều đáng sợ nhất đối với Curly là cá ở trong các hồ gần đó đã chết hàng loạt. Nhưng vì người dân địa phương không ăn cá nên cũng không quan tâm đến chuyện này. Nhưng Curly biết hồ này thông với nguồn nước ngầm. Chẳng lẽ nguồn nước ngầm cũng có vấn đề hay sao? Tất cả chuyện này nghe có vẻ là do ô nhiễm hạt nhân gây ra. Nhắc lại thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Liên Xô cũ xảy ra vào năm 1986, cả châu Âu đều biết rất rõ về thiệt hại môi trường do ô nhiễm hạt nhân gây ra. Với tư cách là phóng viên kiêm nhà sản xuất của BBC, Curly chắc chắn cũng biết điều này. Nhưng cô không phải là chuyên gia về môi trường, cũng không có máy dò bức xạ Geiger di động sử dụng mạch tích hợp như ngày nay. Trên thực tế, cô không thể vào Tây Tạng với những thiết bị chuyên nghiệp và công cành. Điều này sẽ gặp phải sự kiểm tra ngặt nghèo của nhân viên chính phủ Trung Quốc. Vì vậy, cô không thể xác định được nguồn nghi ngờ gây ra ô nhiễm phóng xạ hạt nhân ở khu vực Amdo. Bị sốc trước những chuyện này, Curly vội vã trở về Anh và viết một cuốn sách có tựa đề Tây Tạng phía sau bức màn băng. Cuốn sách dù đã được xuất bản nhưng không tạo được nhiều phản hồi vì số liệu không chi tiết và không có cách nào thuyết phục được giới chuyên môn. Vào những năm 1990, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tổ chức một cuộc họp báo ở thành phố Bengaluru, Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma vốn luôn ôn hòa đã đưa ra lời buộc tội cứng rắn trong cuộc họp báo. Ông cho rằng người Tây Tạng đang bị nhiễm phóng xạ hạt nhân và ông đã đưa ra hàng loạt bằng chứng. Thứ nhất, Trung Quốc đã đóng quân với lực lượng hùng hậu xây dựng nhà máy hạt nhân và đang sản xuất vũ khí hạt nhân ở Tây Tạng. Thứ hai, các bác sĩ Tây Tạng đưa ra thông tin rằng vào cuối những năm 1980, tỷ lệ mắc bệnh ung thư bạch cầu ở người Tây Tạng đã tăng lên đáng kể, tương tự tình trạng ở Hiroshima sau Thế chiến thứ hai. Thứ ba, số bãi rác thải hạt nhân trên cao nguyên Thanh Tạng không chỉ dừng lại ở con số 1 mà thôi. Điều đáng sợ là những bãi rác thải này hoàn toàn không giống với các quốc gia như là Phần Lan, vốn được chôn sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Thay vào đó, nó chỉ được chôn sâu vài chục mét và thậm chí là còn lộ thiên nữa. Ví dụ ở huyện Thố Giang thuộc Châu Tự trị Dân tộc Tạng Hải Bắc, có một bãi chứa chất ô nhiễm phóng xạ gần hồ Kokono. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được những chất thải hạt nhân chất đống này. Đức Đạt Lai Lạt Ma buồn bã nói, cao nguyên Thanh Tạng là khởi nguồn của sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Nếu khu vực này bị ô nhiễm thì không chỉ người Tây Tạng mà toàn bộ người dân Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Ngay sau đó, Tân Hoa Xã đã đáp trả lời buộc tội của Đức Đạt Lai Lạt Ma với tốc độ ánh sáng. Họ trơ trẽn cho rằng lời cáo buộc Trung Quốc sản xuất vũ khí hạt nhân ở Tây Tạng hoàn toàn không có thật. Và đó là lời nói bậy. Việc đề cập đến bệnh nhân nhiễm phóng xạ cũng là không có thật. Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc luôn có trách nhiệm giám sát chất thải hạt nhân và không gây ra bất kỳ tác hại nào cho môi trường cả. Tuy nhiên, họ lại không có sự phủ nhận trực tiếp nào về việc chất thải hạt nhân được chôn giấu ở cao nguyên Thanh Tạng. Nói đến đây, mọi người đều có thể hiểu tại sao chỉ số bức xạ của cao nguyên Thanh Tạng lại đứng đầu toàn Trung Quốc. Chắc chắn không phải vì độ cao và tia cực tím, mà là do chất thải hạt nhân. Sa mạc Gobi cũng là một phần của Nội Mông, và đây cũng là nơi mà Trung Quốc và Đức chỉ định là nơi chôn cất chất thải hạt nhân duy nhất trong hợp đồng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Có lẽ do hoạt động khai thác than hoặc các kỹ thuật khác đã động chạm vào địa điểm chôn chất thải hạt nhân. Đây có thể là nguồn gốc về tin tức liên quan đến việc Nội Mông bị ô nhiễm hạt nhân nghiêm trọng. Những tin đồn trên mạng tại Trung Quốc thì thường ẩn chứa những manh mối quan trọng, nhưng sự thật
thường phải mất nhiều thời gian mới có thể sáng tỏ. Một số manh mối về ô nhiễm hạt nhân ở Tây Tạng và Nội Mông thì như đã được trình bày ở trên. Vậy tại sao chỉ số bức xạ ở Chu Hải lại cao như vậy? Chẳng lẽ chất thải hạt nhân cũng được chôn ở gần Chu Hải hay là sao? Kỳ thực, không có tin tức gì về chuyện này. Chỉ số bức xạ cao ở Chu Hải có lẽ là do nguyên nhân khác tạo ra. Ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục giải mã nốt chủ đề này. Bí ẩn ô nhiễm hạt nhân Chu Hải, người dân tiếp tục bị lừa dối và che giấu thông tin. Năm 1991, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc là nhà máy điện hạt nhân Tân Sơn được đưa vào sử dụng. Đến năm 2023, Trung Quốc đã xây dựng 56 nhà máy điện hạt nhân. Số lượng này nhiều thứ tư trên thế giới. Chỉ riêng quanh Quảng Châu đã có 4 nhà máy điện hạt nhân. Đó là nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Á, Lĩnh Áo, Dương Giang và Đài Sơn. Nhà máy điện hạt nhân gần Chu Hải nhất chính là Đài Sơn, cách Chu Hải 70 km. Nhà máy điện hạt nhân này cũng có quan hệ mật thiết với chỉ số bức xạ của Chu Hải. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2021, CNN bất ngờ đưa một tin tức rùng rợn. Họ nghi ngờ có một vụ rò rỉ bức xạ ở nhà máy điện Đài Sơn. Đây là một vấn đề lớn. Tại sao sự việc này xảy ra ở Đài Sơn mà CNN lại đưa tin trước? Đó là vì nhà máy Đài Sơn có hai công ty nắm giữ cổ phần. Trong đó tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc nắm 70% và tập đoàn điện Pháp nắm 30%. Công nghệ lò phản ứng hạt nhân đến từ Pháp cần hỗ trợ kỹ thuật từ Pháp, nên nguồn tin mà CNN có được là đến từ Pháp. Framatome, một công ty vận hành năng lượng hạt nhân thuộc sở hữu của tập đoàn điện lực Pháp, đã liên hệ với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ngay từ tháng 5 năm 2021 để yêu cầu hỗ trợ. Do các thanh nhiên liệu của lò phản ứng Đài Sơn số 1 thuộc nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn có thể bị hỏng, nên công việc sửa chữa phải sử dụng đến công nghệ chuyên môn của Hoa Kỳ. Vào tháng 6, CNN đã lấy được nguồn tin tức và ngay lập tức đưa ra tin tức. Cục An toàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc ngay lập tức phản hồi và cho biết các chuyên gia đã kiểm tra tất cả các chỉ số xung quanh Đài Sơn và chúng đều nằm trong giới hạn an toàn. Quý khán thính giả thân mến, tới đây mọi việc về tội ác xả thải và làm rò rỉ chất phóng xạ hạt nhân gần như đã 2 năm rõ 10. Tuy nhiên, một điều đáng sợ và cũng đáng phẫn nộ là theo báo cáo của CNN, chuyên gia Framatome đã cho biết trong một báo cáo gửi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ rằng để không phải đóng cửa nhà máy điện hạt nhân, Trung Quốc đã sửa đổi các tiêu chuẩn cảnh báo về mức độ phóng xạ vốn đã cao hơn nhiều so với giới hạn trên của quy định. Để không phải chịu trách nhiệm trước quốc tế nên Framatome đã tiết lộ tin tức này. Tức là tôi đã gọi cảnh sát trước, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không có liên quan gì đến tôi, ông nói. Lò phản ứng hạt nhân số 1 Đài Sơn đã chính thức ngừng hoạt động để bảo trì một tháng sau khi vụ rò rỉ xảy ra và phải đến giữa tháng 8 năm 2021, nó mới được đưa vào sử dụng trở lại. Chỉ số bức xạ cao ở Chu Hải có liên quan đến sự cố rò rỉ nhiên liệu bị hư hỏng tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn vào năm 2021 hay không? Đây là manh mối cần nghiêm túc truy xét và xác minh nếu người Trung Quốc có thể thể hiện năng lực giám sát để theo dõi những gì đang xảy ra xung quanh họ. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc cải thiện môi trường an toàn công cộng của Trung Quốc. Xét cho cùng, ô nhiễm hạt nhân là một sự kiện lớn liên quan đến sự an toàn của thế hệ tương lai, thậm chí là sự an toàn của các thế hệ tiếp sau nữa. Quý vị và các bạn thân mến, những sự kiện xảy ra gần đây ở Đông Nam Á cho thấy tình hình có vẻ đáng lo ngại. Bắc Kinh công bố bản đồ tiêu chuẩn mới, trong đó có yêu sách đường 10 đoạn tại Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chối tham dự hội nghị của ASEAN tại Jakarta. Trung Quốc và Philippines lại có thêm căng thẳng ở bãi cạn Scarborough sau sự kiện tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cảnh sát biển Philippines tại khu vực bãi cỏ mây trên Biển Đông. Không sự kiện nào trong số này có thể gây ngạc nhiên cho các nhà nghiên cứu về Trung Quốc và tình hình Biển Đông. Giới chuyên gia đã mường tượng thấy một bức tranh phức tạp và đầy dã tâm bành trướng trong vở kịch ngoại giao của Trung Quốc ở Biển Đông. Vậy thực chất vấn đề này ra sao? Các quốc gia Đông Nam Á cần phải làm gì để ngăn chặn hành động xâm chiếm Biển Đông bất hợp pháp của Trung Quốc? Ngay sau đây, Lê Minh xin mời quý khán thính giả của Trí Thức Mới hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện này trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Màn kịch của Trung Quốc ở Biển Đông. Dõi theo động thái và những tuyên bố của Trung Quốc về Biển Đông cho thấy, nước này thường thực hiện cái thứ mà họ gọi là luật pháp, nhằm sử dụng các hệ thống và thể chế pháp lý để làm suy yếu đối phương,
cùng với việc sử dụng chiến thuật vùng xám nhằm mục đích phá vỡ hiện trạng ở Biển Đông theo những cách hoặc là âm hiểm hoặc là ngang ngược. Từ đầu năm tới nay, Trung Quốc đã liên tục gây áp lực đối với Philippines. Tháng 2, Philippines đã tố cáo Trung Quốc chiếu tia laser vào các thủy thủ của nước này. Tháng 8 thì Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Philippines. Mới đây thì Bắc Kinh làm hàng rào phao nổi trên biển để ngăn chặn ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough. Các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh dựa trên đường 9 đoạn đã bị tòa trọng tài theo phụ lục 7 của UNCLOS tuyên bố vô hiệu vào năm 2016. Nhưng điều đó không ngăn được các tàu Trung Quốc bắn tia laser và vòi rồng hoặc thực hiện các hoạt động tiếp cận và phong tỏa hạm đội, chèn ép tàu cá và tàu tuần duyên của các nước khác để khẳng định cái thứ mà được gọi là chủ quyền của Bắc Kinh bằng sự đe dọa, cho dù điều đó là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế. Từ việc chiếu tia laser vào các tàu Philippines vào tháng 2 cho đến bắn vòi rồng và đặt phao ngăn chặn, Trung Quốc liên tục thử thách các giới hạn của sự bành trướng và xâm lược. Họ tăng cường nhưng cẩn thận và âm hiểm tránh các hành động chiến tranh rõ ràng ở Biển Đông. Những hành động như trên của Bắc Kinh đã gây ra sự lên án mạnh mẽ từ những nước như Philippines và các nước Đông Nam Á khác, cũng như từ các đối thủ của Trung Quốc như Mỹ và Nhật Bản, và thậm chí là cả cộng đồng quốc tế. Nhưng Trung Quốc không hề tỏ ra lo lắng. Họ ngang nhiên ngụy biện và coi hành vi đó là hợp pháp và cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình. Một vấn đề quan trọng đặt ra là tại sao Trung Quốc lại gây căng thẳng trên Biển Đông như vậy? Nhằm mục đích gì? Làm sao để chống lại hành vi trên của Trung Quốc? Một số cách giải thích sau đây có thể làm sáng tỏ các câu hỏi này. Làm sao lãng những vấn đề trong nước? Một vấn đề nổi cộm nhưng bị báo chí Trung Quốc lờ đi là việc Trung Quốc đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Sau khi nổi lên với tư cách là nhà lãnh đạo trọn đời của Trung Quốc và ra sức lấp đầy đội ngũ thân tín của mình vào các cơ quan hàng đầu của Trung Nam Hải như Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ Chính trị, nhà lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình đã phải liên tục hứng chịu những thách thức mà ông gọi là sóng to gió lớn trong nỗ lực giữ cho con thuyền Trung Quốc khỏi bị nhấn chìm. Tuy nhiên, sự quản trị yếu kém đang khiến Trung Quốc gặp khủng hoảng lớn. Mặc dù luật pháp và chèn ép trên biển là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ của Bắc Kinh ngay cả trong những thời điểm thuận lợi hơn, nhưng đã có một sự gia tăng rõ ràng trùng hợp với các vấn đề trong nước của Trung Quốc, tình trạng rối loạn trên thị trường bất động sản, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao và xuất khẩu giảm. Lịch sử cho thấy các chế độ độc tài có thể có xu hướng ngoại tác hóa những tai ương trong nước của họ. Chẳng hạn như trường hợp của chính quyền quân sự Argentina và quần đảo Falklands do Anh cai trị mà Buenos Aires vẫn tuyên bố cho đến ngày nay là Malvinas vào năm 1982. Trong bối cảnh kinh tế của đất nước này gặp nhiều thách thức bao gồm cả lạm phát tăng vọt. Cố gắng thúc đẩy một cuộc chiến. Trung Quốc dường như đang cố gắng tìm cách tạo cớ cho một phản ứng quân sự từ các bên tranh chấp đối lập ở Biển Đông hoặc các đồng minh của họ. Điều này sẽ kích hoạt việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc, tuy nguy hiểm hơn nhưng chính đáng về mặt pháp lý. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có quốc gia nào liên quan rơi vào bẫy của Trung Quốc như vậy. Philippines đã nhiều lần theo đuổi con đường ngoại giao để bày tỏ sự bất bình, bao gồm cả việc triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối. Tuy nhiên, ngoại trừ leo thang quân sự, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc dường như ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về những gì họ có thể đạt được và không có khả năng Bắc Kinh ngừng gây thù địch với các nước láng giềng. Colin Cole, nhà phân tích an ninh khu vực của trường Zarajatnam tại Singapore cho biết, tôi nghĩ Trung Quốc đang cố gắng tránh trở thành nước nổ súng đầu tiên vì điều đó sẽ làm suy yếu lập trường của họ trên nhiều mặt. Derek Rossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại tập đoàn RAND của Mỹ cũng cho biết, mặc dù việc Trung Quốc bắn vòi rồng là nguy hiểm, nhưng nó sẽ không được coi là một cuộc tấn công vũ trang, có thể kích hoạt một hiệp ước phòng thủ chung giữa Washington và Manila. Thông thường, một cuộc tấn công vũ trang sẽ dẫn đến sự phá hủy vĩnh viễn hoặc vô hiệu hóa thiết bị, có thể gây thương vong về người hoặc là mất mạng. Liệu sức mạnh và thời gian có ủng hộ Trung Quốc? Một lý do khiến Trung Quốc có thể cảm thấy bạo dạn trong việc gia tăng căng thẳng hiện nay là nước này cho rằng họ đã đạt tới đỉnh cao thống trị ở vùng Biển Đông. Bắc Kinh đã thể hiện rõ ràng sự không hài lòng đối với mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn của chính quyền Tổng thống Marcos Jr. với Washington. Mặc dù Mỹ, với tư cách là cường quốc biển mạnh nhất thế giới, luôn cố gắng duy trì sự hiện diện ở Biển Đông, nhưng sự hiện diện của Mỹ dường như vẫn chưa là gì so với lợi thế địa lý thực tế của Bắc Kinh. Trung Quốc là một quốc gia ven Biển Đông, chưa kể đến nhóm tiền đồn đảo nhân tạo được quân sự hóa mang lại lợi thế chưa từng có để thể hiện sự hiện diện liên tục của Bắc Kinh trong khu vực.
Trung Quốc đang thể hiện cho thấy nước này có thể khai thác bộ công cụ mở rộng chiến thuật vùng xám theo ý muốn. Nói cách khác, Bắc Kinh tin rằng họ có thể chơi trò chơi lâu dài ở Biển Đông. Ví dụ, ở bãi Cỏ Mây, Trung Quốc hoàn toàn nhận thức được rằng thân tàu dỉ sét của tàu chiến Seria Madre của Philippines đang mắc cạn sẽ không tồn tại quá lâu trước khi nó phải bị loại bỏ. Bắc Kinh không có động cơ nào để phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng để trục xuất người Philippines ra khỏi bãi cạn này. Thay vào đó, Bắc Kinh có thể đơn giản là làm suy yếu Manila cho đến khi nước này từ bỏ quyền kiểm soát bãi cạn đó. Các quốc gia Đông Nam Á cần phải làm gì? Các chuyên gia phân tích cho rằng, trước hết, các quốc gia Đông Nam Á trực tiếp liên quan đến tranh chấp Biển Đông cần thận trọng không để bị rơi vào bẫy nổ súng trước của Trung Quốc. Ngoài ra, khi Trung Quốc muốn trò chơi này kéo dài, thì các nước Đông Nam Á liên quan cần phải có chiến lược đối phó với Trung Quốc một cách lâu dài. Trong một trò chơi kéo dài, việc chỉ tập trung vào đối thoại là không đủ. Phản ứng ngoại giao đồng loạt của các bên Đông Nam Á chống lại cái thứ gọi là bản đồ tiêu chuẩn mới của Trung Quốc là một dấu hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, ngoại giao phải được củng cố bằng một hình thức thể hiện sự hiện diện hữu hình. Giải pháp đơn giản nhất là mua ngày càng nhiều tàu và máy bay mạnh mẽ có khả năng hoạt động trên vùng Biển Đông rộng lớn. Tuy nhiên, việc này gặp khó do hạn chế về tài chính. Hoàn cảnh vốn quen thuộc với các nước trong khu vực đang phải tìm cách phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán và ảnh hưởng từ chiến tranh Nga-Ukraine. Và vì không thể sánh với đội tàu và máy bay của Trung Quốc, nên việc phối hợp và tối đa hóa các nguồn lực thực thi pháp luật về quân sự và hàng hải của các nước Đông Nam Á càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Các nước Đông Nam Á có thể chống lại sự bành trướng của Trung Quốc bằng cách chẳng hạn như thắt chặt các quy định pháp lý hàng hải hiện có hoặc tạo ra các quy định mới phù hợp với luật pháp quốc tế để khẳng định lợi ích của mình. Cũng cần tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, đặc biệt đối với những nước phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Trung Quốc để đa dạng hóa thị trường trong nước nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự ép buộc kinh tế. Sẽ cần nỗ lực của các nước để đảm bảo các chiến thuật vùng xám không gây bất hòa và gây mất đoàn kết, có thể làm tê liệt phản ứng quốc gia trước các tình huống bất ngờ ở Biển Đông. Thưa quý vị, trong khi nhận thức được những hạn chế cố hữu về mặt cấu trúc của ASEAN, khiến việc đưa ra bất kỳ quan điểm thống nhất nào về tranh chấp Biển Đông trở nên khó khăn, các quốc gia thành viên có cùng chí hướng có thể hợp tác chặt chẽ hơn với nhau. Những nước có tranh chấp ở Biển Đông nên bắt đầu giải quyết những vấn đề này một cách nghiêm túc, chẳng hạn như trường hợp thỏa thuận giữa Indonesia và Việt Nam nhằm phân định các vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn hồi tháng 12 năm 2022. Các bên liên quan trong ASEAN có thể nỗ lực hướng tới quan điểm thống nhất để tăng cường sức mạnh của mình trong các cuộc đàm phán hiện nay với Bắc Kinh về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Quý vị và các bạn thân mến, tại Diễn đàn Quốc tế về Tương lai Châu Á vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã không hề ngần ngại khi đưa ra lời phát biểu rằng nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì tôi sẽ dựa vào ai? Câu nói này cũng là lời khẳng định cho chính sách ngoại giao nghiêng về phía Trung Quốc của Campuchia. Đồng thời, nó cũng thể hiện rằng Campuchia đã và đang lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Vậy chính sách ngoại giao này của Campuchia đã và sẽ vướng phải những hệ lụy tang thương gì? Nó mang đến những bài học cảnh tỉnh nào cho các nước láng giềng của Campuchia tại Đông Nam Á? Và hiện, Campuchia đang khốn đốn trước sự thao khống của Bắc Kinh ra sao? Vực thẳm khôn cùng nào tiếp theo đang chờ đợi họ và liệu có một giải pháp thoát hiểm nào không? Ngay sau đây, xin kính mời quý khán thính giả hãy cùng Lê Minh và Tri Thức Mới luận đàm và làm sáng tỏ về chủ đề này nhé! Ngoại giao thời Sihanouk, bài học lịch sử tang thương khi kết thân cùng Trung Quốc. Những bài học lịch sử cũng đã minh chứng rằng việc quá phụ thuộc vào Trung Quốc đã đem đến cho Campuchia rất nhiều bi kịch. Thậm chí suýt chút nữa, cả thể chế và quốc gia của họ đã bị diệt chủng bởi nạn Khmer Đỏ. Vậy những bài học lịch sử đầy cay đắng đó là gì? Vào tháng 5 năm 1965, sau khi Mỹ đưa quân vào Đông Dương bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, Thái tử Sihanouk của Campuchia đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, thay đổi chính sách trung lập trong quan hệ đối ngoại để kết thân với chính quyền Bắc Kinh. Ông này cũng nhiều lần lên tiếng rằng chiến thắng của phe Cộng sản ở Đông Nam Á là không thể tránh khỏi, đồng thời cho rằng chủ nghĩa Mao đáng để mọi người thi đua. Sihanouk đã hành động cứng rắn để đáp trả lại một bài báo của một nhà báo Mỹ cáo buộc mẹ ông là Vương hậu Shishowat Kosamak từng ủng hộ một cuộc không kích của máy bay Mỹ vào một ngôi làng tại Kampong Cham, khiến một số người dân thiệt mạng. Sự kiện này chính là điểm mấu chốt cuối cùng đẩy quan hệ Campuchia-Hoa Kỳ đến chỗ rạn nứt. Sau đó, Sihanouk quyết định liên kết chặt chẽ với Trung Quốc,
Sự lựa chọn này ngay lập tức đã gây ra những chia rẽ giữa các lực lượng vũ trang thân cận với tướng London và giới tinh hoa thương mại, bởi cả hai đều đang kiếm ăn nhờ những lợi ích kinh tế với Mỹ. Việc ngừng quan hệ với Mỹ đã đẩy nền kinh tế phụ thuộc vào viện trợ của Campuchia rơi vào tình trạng khó khăn. Đồng thời, việc nước này học theo Trung Quốc quốc hữu hóa ngành ngân hàng và thương mại đã tạo cơ hội cho các quan chức tham nhũng hưởng lợi từ việc bán gạo bất hợp pháp, gây biết bao thiệt hại cho người dân, vốn là những người đang phải gánh chịu gánh nặng khó khăn về kinh tế. Sự lựa chọn của Sihanouk cũng đẩy Campuchia vào tình thế cô lập về ngoại giao. Khi Campuchia quyết định cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Mỹ và phương Tây để ngả về phía Bắc Kinh, thì cũng là lúc đại cách mạng văn hóa càn quét khắp đại lục Trung Quốc. Lực lượng Hồng vệ binh có xu hướng xuất khẩu cách mạng văn hóa ra nước ngoài. Điều này khiến Sihanouk ngày càng nghi ngờ rằng Trung Quốc cũng có kế hoạch bí mật thực hiện chúng tại Campuchia. Đại cách mạng văn hóa là tham vọng của chính quyền Bắc Kinh nhằm xóa bỏ một cách có hệ thống nền văn hóa truyền thống dân tộc, thiết lập quyền kiểm soát về tư tưởng đối với người dân. Sự kiện này đã để lại hậu quả thảm khốc và cho đến ngày nay đã tạo ra một khoảng trống lớn trong xã hội Trung Quốc. Mối lo ngại này cuối cùng cũng xảy ra khi Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai công khai yêu cầu Campuchia cho phép cộng đồng người gốc Hoa cam kết trung thành với chủ nghĩa cộng sản của Mao. Một động thái khiến Sihanouk vô cùng lo lắng, khi mà ông ta luôn kỳ vọng Trung Quốc sẽ đứng sau lưng ông ta mà không cố gắng áp đặt Campuchia đi theo tư tưởng của người Trung Quốc. Sự cực đoan hóa ngày càng tăng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã nhanh chóng khiến Sihanouk hối hận. Ông như bị dồn vào chân tường. Người Mỹ đã xa lánh ông, trong khi Trung Quốc thì muốn lật đổ ông. Sihanouk lo sợ Trung Quốc sẽ áp đặt cách mạng văn hóa sang Campuchia để loại bỏ chế độ hoàng quyền. Và điều này đã thực sự xảy ra khi vào năm 1968, các tướng lĩnh Trung Quốc đồng loạt đi thăm các vùng giải phóng của Khmer Đỏ, cam kết chống lưng cho Khmer Đỏ tiến hành cách mạng văn hóa. Cuối cùng, Sihanouk cũng nhận ra sai lầm. Ông ta xin thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhưng mà đã quá muộn. Người Mỹ không còn tin tưởng Sihanouk nữa. Cũng khi này, tướng London thân Mỹ tiến hành đảo chính quân sự. Sihanouk phải sống lưu vong tại nước ngoài. Ngoại giao dưới thời Khmer Đỏ, một trường mưa máu gió tanh, quốc gia loạn lạc, dân lành khóc than. Nước Cộng hòa Khmer được chính thức tuyên bố thành lập vào tháng 10 năm 1970. London trở thành vị tổng thống đầu tiên và duy nhất của Campuchia với số phiếu áp đảo tuyệt đối. Dù cũng có không ít người tỏ vẻ nghi ngờ có sự gian lận bầu cử và do phía Mỹ chống lưng. Tuy vậy, London lên nắm quyền lại hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ và có nguy cơ sụp đổ nếu không nhận được những hỗ trợ cần thiết. Đến đầu năm 1975, chính phủ nước Cộng hòa Khmer rơi vào thế suy yếu cùng cực khi quân đội chỉ còn kiểm soát được một vài thành phố lớn, trong đó có thủ đô Phnom Penh. Khốn đốn bởi các cuộc tấn công dữ dội từ Khmer Đỏ cùng việc Mỹ cắt đứt viện trợ, đã đẩy chế độ London rơi vào tình trạng hỗn loạn và sụp đổ nhanh chóng. Khmer Đỏ đã lên nắm quyền. Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông, đã nhận biết được cơ hội để mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực Đông Nam Á thông qua việc ủng hộ Khmer Đỏ. Bắc Kinh đã cung cấp hỗ trợ về quân sự, tài chính và chính trị cho Pol Pot, từ đó giúp Khmer Đỏ duy trì quyền lực của mình và thực hiện những chính sách tàn bạo nhất trong lịch sử Campuchia. Khmer Đỏ đã tiến hành một cuộc cách mạng văn hóa phiên bản Campuchia tàn bạo, xóa sổ mọi biểu hiện của văn hóa truyền thống và xã hội. Chúng tàn sát hàng triệu người trong những cuộc diệt chủng hàng loạt, tra tấn và nô dịch dân chúng trong các trại lao động. Được sự khích lệ của Bắc Kinh, Khmer Đỏ dưới sự dẫn dắt của Pol Pot đã thực hiện một bước đi sai lầm nghiêm trọng trong chính sách ngoại giao, đó là nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, liên kết với Trung Quốc chống lại láng giềng Việt Nam, một quốc gia vừa mới thống nhất và sở hữu năng lực quân sự đáng gờm. Bắc Kinh đã cung cấp cho chế độ Pol Pot tàn nhẫn này rất nhiều vũ khí, giúp Khmer Đỏ thành lập hàng chục sư đoàn mạnh và xúi dục họ tấn công Việt Nam nhằm phục vụ những mưu đồ riêng của mình. Kết quả là Khmer Đỏ trở thành tốt thí và bị Việt Nam đánh bại. Chế độ của Pol Pot cũng bị tiêu diệt. Có hai bài học mà chúng ta có thể học được từ quá trình lịch sử ngắn ngủi này. Thứ nhất là với tư cách một quốc gia nhỏ, Campuchia không bao giờ được phụ thuộc vào một cường quốc duy nhất,
bởi vì làm như vậy sẽ khiến nước này có nguy cơ bị lệ thuộc, mất đi sự độc lập, tự tôn của dân tộc. Thứ hai, không có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích nhất thời trong quan hệ quốc tế. Điều này có thể nhìn thấy thông qua việc Campuchia quan hệ với Trung Quốc. Trước tham vọng của mình, họ đã không ngần ngại đổi bạn cũ lấy bạn mới, đứng sang một bên để Sihanouk bị Khmer Đỏ quản thúc. Như vậy thì không có lý do gì để tin rằng họ sẽ không làm điều tương tự trong tương lai. Lịch sử đau thương phải chăng đang lặp lại? Mặc dù ngày nay quá trình kết thân với Trung Quốc vẫn đang thuận lợi, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Campuchia, nhưng thế gian này không có bữa ăn nào là miễn phí. Xu hướng này liệu có khả năng kéo dài vĩnh viễn mà không khiến Campuchia bị thao túng bởi Bắc Kinh hay không? Thực tế, những bóng mây u ám đã bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là những mâu thuẫn nội bộ khi làn sóng người nhập cư từ Trung Quốc tràn vào nước này đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại một số tỉnh như là Sihanoukville. Sự việc này đã thúc đẩy các hoạt động tội phạm như giết người, bắt cóc, mại dâm tại Campuchia tăng mạnh, khiến du khách trong và ngoài nước đang ngày càng xa lánh những nơi có người Trung Quốc sinh sống. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đang làm trầm trọng thêm tình trạng tham nhũng trong giới chức địa phương. Rất nhiều công dân Trung Quốc bằng cách nào đó có được ô tô, có biển số của cảnh sát và quân đội Campuchia, rồi họ sử dụng chúng cho mục đích cá nhân. Tham nhũng cũng đặc biệt tràn lan trong ngành xây dựng. Các công trình do các nhà thầu Trung Quốc làm chủ không được giám sát chặt chẽ đã tạo ra môi trường làm việc nguy hiểm cho người lao động. Điều này đã được minh chứng trong vụ sập tòa nhà 7 tầng khiến 28 người thiệt mạng, 26 người bị thương tại thành phố Sihanoukville vào năm 2019. Việc sử dụng tràn lan tiếng Trung trên các biển quảng cáo mà không kèm theo tiếng Khmer tại các cửa hàng Trung Quốc cũng khiến nhiều nơi tại Campuchia có vẻ như đã bị Trung Quốc hóa. Trong khi rất nhiều người Trung Quốc đến sinh sống tại Campuchia lại tự cho mình là thượng đẳng và họ tỏ ra khinh bỉ người bản địa. Để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, Trung Quốc cũng đã tổ chức một chiến dịch gián điệp mạng thông qua một nhóm tin tặc có liên hệ với nhà nước, chuyên nhằm vào các chính trị gia địa phương, nhà ngoại giao, nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức công để cố gắng can thiệp vào các cuộc tổng tuyển cử của Campuchia. Những sự lạm dụng lòng tin nghiêm trọng này đã tiếp thêm động lực cho tình trạng chống Trung Quốc ngày càng gia tăng trong cộng đồng người Campuchia trên khắp đất nước. Tuy vậy, phía chính phủ Campuchia vẫn ngày càng phụ thuộc hơn vào Trung Quốc, cụ thể như sau. Về mặt kinh tế, Phnom Penh hiện đang là một trong những con nợ lớn nhất của Bắc Kinh. Khoản nợ này chiếm đến 35% tổng GDP của Campuchia và khiến nước này đang đứng trên bờ vực rơi vào chính sách ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. Ngoại giao bẫy nợ nghĩa là Trung Quốc có thể sử dụng các món nợ như một công cụ địa kinh tế để buộc những con nợ không có khả năng thanh toán phải nhượng lại các cơ sở hạ tầng chiến lược cho họ. Chẳng hạn, Lào đã phải nhượng quyền kiểm soát phần lớn hệ thống lưới điện quốc gia cho Trung Quốc. Sri Lanka cũng buộc phải ký hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota, một vị trí chiến lược quan trọng ở Ấn Độ Dương, cùng với hơn 6.000 hectare đất xung quanh cảng biển này trong vòng 99 năm. Còn Pakistan đã trao cho Trung Quốc độc quyền quản lý, miễn thuế điều hành cảng Wadah trong vòng 40 năm. Và theo các nguồn tin đáng tin cậy, Bắc Kinh dường như đã đạt được thỏa thuận để quân đội của họ có quyền tiếp cận căn cứ hải quân Rim của Campuchia ở Vịnh Thái Lan trong 30 năm. Sau thời gian này, thỏa thuận sẽ được gia hạn cứ mỗi 10 năm sau đó. Năm 2012, ASEAN dưới sự chủ trì của Campuchia đã lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm thành lập. Cộng đồng này không thể đưa ra một thông cáo chung. Điều này gây bất lợi cho các thành viên ASEAN đối với cả bên đang tranh chấp và bên không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đồng thời, nó cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín ngoại giao của Campuchia trên trường quốc tế, khi mà các quốc gia ASEAN gắn cho Campuchia một biệt danh là quốc gia chư hầu của Trung Quốc. Những hành động này cũng đưa Campuchia vào vị trí đối nghịch với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam. Nếu có một bài học lịch sử mà các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Campuchia nên ghi nhớ, thì đó là việc họ đã phụ thuộc quá nhiều vào một cường quốc duy nhất, đặc biệt là với Trung Quốc. Vì điều này đã và sẽ đem đến những hậu họa khôn lường đối với những quốc gia nhỏ và yếu giống như Campuchia. Có mấy câu thơ làm chứng như sau. Ai ơi, chọn bạn mà chơi, kết thân kẻ xấu, dở hơi cũng nhiều. Lợi danh nào được bao nhiêu, đến khi vướng bẫy như diều đứt dây. Đâu cần ăn ớt mới cay. Tuy vậy, Campuchia không phải là không thể đảo ngược tình thế. Ngày nay, trong thế giới hậu chiến tranh lạnh,
các quốc gia nhỏ có nhiều công cụ ngoại giao hơn để cân bằng trước các nước lớn. Campuchia vẫn còn cơ hội để thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng hơn giữa Trung Quốc với Mỹ và các quốc gia láng giềng. Điều này vẫn chưa phải là quá muộn. Vấn đề là ở chỗ chính quyền Campuchia hiện tại có sẵn sàng làm điều đó hay là không. Không thể phủ nhận là một quốc gia nhỏ yếu thì dễ bị tổn thương trước những thay đổi của địa chính trị. Với bối cảnh cạnh tranh chiến lược tiềm ẩn rủi ro cao tại chính trường châu Á như hiện nay, Campuchia nên học lại bài học chết người về sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc trong những năm 1960 dưới thời Sihanouk và năm 1975 dưới thời Khmer Đỏ. Quý khán thính giả thân mến, liệu lịch sử tang thương có đang lặp lại với Campuchia khi họ lần thứ 3 kết thân với Trung Quốc? Campuchia cần phải làm gì để tránh dẫm vào vết xe đổ thêm một lần nữa? Mong quý vị hãy vui lòng để lại vài dòng bình luận phía bên dưới video. Bẫy nợ BRI của Trung Quốc răng ra, Việt Nam liệu có sa vào? Khi nói đến sự gắn kết của nền kinh tế Trung Quốc với các nước phát triển, khía cạnh gây tranh cãi nhất là các chương trình cho vay khổng lồ, thứ đã bơm hàng trăm tỷ đô tiền vay vào các nước nghèo trong vòng 15 năm qua. Các nhà phê bình đã lên án hoạt động cho vay ở nước ngoài của Bắc Kinh là một hình thức bẫy nợ, nhàm hiểm, sẽ dần biến những nước đi vay thành chư hầu kinh tế. Tuy nhiên, ngày nay mặt còn lại của câu chuyện này đã được hé lộ. Chính Trung Quốc đang rơi vào cái bẫy nợ mà họ đã đào cho người khác. Và đó sẽ là chủ đề trong video ngày hôm nay của Tri Thức Mới. Nào, bắt đầu thôi! Trung Quốc vừa mới tổ chức sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong năm 2023, quy tụ hơn 1.000 nhà lãnh đạo từ gần 150 quốc gia để kỷ niệm 10 năm sáng kiến Vành đai và Con đường BRI của Chủ tịch Tập Cận Bình. Sự kiện kéo dài 2 ngày, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10. Với bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình với chủ đề Hợp tác Vành đai và Con đường chất lượng cao, cùng nhau vì sự phát triển và thịnh vượng chung, trong đó coi Trung Quốc là lựa chọn thay thế Mỹ trong vai trò lãnh đạo toàn cầu. Các nhà lãnh đạo từ Nam Bán Cầu và tất cả các nơi trên thế giới, bao gồm cả các nhà lãnh đạo châu Phi, Trung Đông và châu Á, đã tập trung tại Bắc Kinh để tham dự sự kiện này. Sự kiện lớn đầu tiên do Trung Quốc tổ chức sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19. Trong 10 năm qua, sáng kiến Vành đai và Con đường BRI chủ yếu tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Điều này mặc dù giúp Trung Quốc nâng cao đáng kể quyền phát ngôn quốc tế, nhưng cũng khiến họ phải đối mặt với xung đột địa chính trị ngày càng tăng, vấn đề nợ của các nước dọc tuyến BRI, cũng như các thách thức như kinh tế suy giảm, buộc họ phải điều chỉnh quy mô đầu tư và chuyển đổi mô hình sang lĩnh vực năng lượng công nghệ cao. Bẫy nợ răng ra. Một công trình đáng kể được Trung Quốc hay sử dụng để tuyên truyền cho thành công của BRI, đó chính là tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, dài 1.035 km, kết nối Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, với thủ đô Viêng Chăn của Lào. Theo như Trung Quốc cho biết, đây là tuyến đường sắt quốc tế đầu tiên do Trung Quốc đầu tư xây dựng. Toàn tuyến sử dụng tiêu chuẩn công nghệ, thiết bị của Trung Quốc và trực tiếp kết nối với mạng lưới đường sắt của Trung Quốc. Sau khi đi vào hoạt động, thời gian đi từ Viêng Chăn đến biên giới Trung Quốc-Lào được rút ngắn còn 3 tiếng, do đó có thể đến Côn Minh trong ngày. Trung Quốc có kế hoạch kéo dài tuyến đường sắt này đến Thái Lan, Malaysia và Singapore trong thời gian tới. Ngoài ra, tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung do Trung Quốc và Indonesia hợp tác xây dựng cũng đã chính thức được khai trương vào ngày 2 tháng 10 với chiều dài 142 km, tốc độ tối đa 350 km/h, sử dụng công nghệ và tiêu chuẩn của Trung Quốc. Đây cũng là dự án mang tính biểu tượng của BRI. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới lại không nghĩ như vậy. Trung Quốc mạnh tay đầu tư dẫn tới mối hoài nghi rằng có một số lượng lớn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đứng sau chuỗi sản xuất của các nước được đầu tư, dẫn dắt sự phát triển của các dự án đầu tư, khiến các nước đầu tư không thể tạo ra lợi ích kinh tế lớn hơn từ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Do vậy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng không thể mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn, nên nguồn vốn đầu tư lớn của các dự án sẽ trở thành nợ trong ngắn hạn. Vì vậy, biện pháp lấy phương thức cho vay của Trung Quốc để thúc đẩy các nước dọc tuyến BRI xây dựng cơ sở hạ tầng bị các nước phương Tây chỉ trích là bẫy nợ. Chẳng hạn Sri Lanka rơi vào vùng lầy nợ nần và buộc phải cho Trung Quốc thuê lại cảng Hambantota và khu vực xung quanh có diện tích 60,7 km2, có ý nghĩa chiến lược quan trọng với thời hạn 99 năm. Đối với tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, mặc dù tổng sản phẩm quốc nội GDP chưa đến 20 tỷ đô, nhưng Lào cũng chấp nhận việc xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào với gánh nặng kinh phí hơn 1,4 tỷ đô.
Do đó, tháng 9 năm 2020, nước này đã chuyển giao một phần dự án lưới điện trị giá 600 triệu đô cho Trung Quốc để gán nợ. Báo cáo do Ngân hàng Thế giới WE, trường Harvard Kennedy, phòng nghiên cứu dữ liệu Age Data của Đại học William & Mary Mỹ và Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kiel Đức công bố tháng 3 cho thấy, trong giai đoạn 2008 đến 2021, Trung Quốc đã tài trợ 240 tỷ đô cho 22 nước đang phát triển. Báo cáo nêu rõ trong những năm gần đây, có ngày càng nhiều nước nhận tài trợ của Trung Quốc khó thanh toán các khoản vay đúng hạn. Do đó, Bắc Kinh phải cung cấp thêm các gói vay giải cứu để giúp những nước rơi vào khủng hoảng nợ tiếp tục thanh toán các khoản vay trước đó. Ở mức độ nào đó, loạt vấn đề nợ này khiến Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới. Ở giai đoạn 2016-2021, tỷ lệ nợ của Mỹ trong số các nước chủ nợ toàn cầu đã giảm xuống còn 2,4%, trong khi tỷ lệ nợ của Trung Quốc lại tăng vọt lên 30,4%. Trường hợp Nepal. Một cuộc điều tra của tờ The New York Times về nỗ lực của Nepal với dự án sân bay ở Pokhara, thành phố lớn thứ hai của quốc gia này, là một ví dụ cho thấy BRI có tác động khủng khiếp như thế nào đối với các quốc gia đang phát triển bị rơi vào bẫy bởi những lời nói ngọt ngào của Trung Quốc. Báo cáo của New York Times ngày 16 tháng 10 lưu ý sân bay đất đỏ Pokhara được Bắc Kinh tài trợ và chủ yếu do các công ty Trung Quốc xây dựng. Nó mang lại cơ hội cho các công ty thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng lại khiến Nepal phải gánh chịu khó khăn kinh tế. Báo cáo lưu ý rằng Nepal dưới chế độ Cộng sản do Prachanda lãnh đạo đã mắc nợ Trung Quốc và sẽ rơi vào bẫy nợ trong nhiều năm tới. Trung Quốc đã tận dụng những khó khăn mà Nepal đang gặp phải để thực hiện chương trình BRI đầy tham vọng của riêng mình đối với Kathmandu, về cơ bản là để tăng cường ảnh hưởng của mình đối với quốc gia thuộc dãy Himalaya này và tự coi mình là một lựa chọn thay thế cho Mỹ trên toàn cầu. CAMC Engineering của Trung Quốc, chi nhánh xây dựng của tập đoàn Sinomat thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị cáo buộc đưa ra các điều khoản kinh doanh cho Nepal để tối đa hóa lợi nhuận và bảo vệ lợi ích của chính họ cũng như của Bắc Kinh, đồng thời dỡ bỏ mọi sự giám sát của Nepal đối với công việc của họ. CAMC Engineering đã nhập khẩu vật liệu xây dựng và máy móc từ Trung Quốc để xây dựng sân bay Pokhara, đưa các thiết bị an ninh và công nghệ của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng. Qua đó, CAMC có thể thực hiện giám sát từ trong nước, gây ra rủi ro an ninh rất lớn cho Nepal cũng như du khách đến thành phố. Dự án sân bay Pokhara hiện không hiệu quả đối với Nepal do lượng du khách đến thăm thành phố thấp và ít khu vực mà sân bay có thể kết nối. Tuy nhiên, dự án này đã gây gánh nặng cho Nepal với mức giá tăng cao đáng kể và không có khả năng trả các khoản vay cho chủ nợ Trung Quốc. Điều này có thể dẫn tới trường hợp tương tự như cảng biển Hambantota của Sri Lanka, nghĩa là Trung Quốc có thể nắm quyền kiểm soát sân bay nếu Nepal không trả được nợ. Việt Nam sẽ nối tiếp. Mới đây, báo chí Việt Nam cho biết, hai nước đang thúc đẩy kết thúc đàm phán kế hoạch kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Khả năng trong tháng tới, Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Việt Nam và chắc chắn khi Tập sang sẽ có một số thỏa thuận được ký kết, trong đó có BRI. Có lẽ dự án đường sắt Lào Cai - Hải Phòng sẽ do phía Trung Quốc cho vay và trực tiếp thực hiện xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn những lo lắng về việc tham gia BRI với Trung Quốc. Về kinh tế, để phát triển hạ tầng ở Việt Nam, nếu áp dụng hình thức vay vốn từ các định chế tài chính lớn của Trung Quốc, gánh nặng nợ vay và bài toán nợ công sẽ trở thành vấn đề rất đáng lo ngại. Thực tế, rất nhiều công trình xây dựng hạ tầng mà Trung Quốc thắng thầu và vay vốn Trung Quốc đã bị đội vốn so với dự toán ban đầu, thậm chí gấp 3 đến 4 lần. Công nghệ của các dự án thường lạc hậu. Các khoản vay trong dự án thường đi kèm với điều kiện sử dụng vật tư và nhân công từ Trung Quốc, khiến cho nhân công Việt Nam bị mất việc làm, đồng thời tạo ra các bất ổn xã hội khi người Trung Quốc tập trung nhiều ở Việt Nam. Về an ninh đối ngoại, vành đai và con đường gây chia rẽ nội bộ ASEAN, tác động bất lợi cho Việt Nam về việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc muốn thông qua khuôn khổ hợp tác này, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương với từng nước ASEAN và lôi kéo ngày càng nhiều các nước ASEAN vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Theo sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, cũng như tình trạng lạm phát cao, lãi suất tăng và suy thoái rình rập ở Mỹ và châu Âu, nhiều nước nghèo đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi hệ thống tài chính toàn cầu gần như tan rã vào năm 2008. Khi phải vật lộn với dòng vốn tháo chạy ra từ nước ngoài, thiếu lương thực và giá hàng hóa cơ bản sụt giảm mạnh, ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt, chính phủ của các nước thu nhập thấp sẽ ngày càng khó khăn trong việc hoàn trả các khoản vay từ Trung Quốc. Dù không có dữ liệu chính thức về các khoản vay mà Bắc Kinh trao cho các nước đang phát triển,
nhưng Trung Quốc hiện là chủ nợ chính thức lớn nhất của nhóm nước này. Trong mọi kịch bản, các khoản vay thực tế của Trung Quốc đều có thể lớn hơn đáng kể so với hầu hết các ước tính. Một cuộc điều tra về các khoản vay ở nước ngoài của Trung Quốc do nhà kinh tế Carmen Reinhardt, hiện là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới và các đồng sự thực hiện vào năm 2018 cho thấy, các khoản vay chưa được báo cáo của Trung Quốc cho nước ngoài, chủ yếu là các nước đang phát triển, chiếm trung bình khoảng 15% tổng sản phẩm quốc nội của các nước này. Trong lúc bóng đen vẫn đang bao trùm nền kinh tế thế giới, Bắc Kinh nên tìm cách đối phó với một cuộc khủng hoảng nợ do chính họ gây ra. Sự sụp đổ kinh tế gần đây của Sri Lanka chính là dấu hiệu khủng hoảng đầu tiên. Nợ nước ngoài của quốc gia Nam Á này đã lên tới 38,6 tỷ đô, bằng khoảng 47% GDP của họ, 10% trong số này là tiền nợ đối với Trung Quốc. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu sẽ xấu đi hơn nữa, nhiều nước đang phát triển khác, tương tự như Sri Lanka, dự kiến sẽ vỡ nợ đối với các khoản vay nước ngoài của họ. Nhiều quốc gia trong số này là những quốc gia đã nhận được hàng trăm tỷ đô la cho vay từ Trung Quốc, và họ sẽ trở thành một thách thức gần như không thể giải quyết đối với Chủ tịch Tập Cận Bình. Dưới sự cai trị của Tập, Trung Quốc đã quảng bá mạnh mẽ bản thân như một giải pháp thay thế cho phương Tây và hào phóng tài trợ cho các dự án rủi ro ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên giờ đây các khoản vay trị giá hàng trăm tỷ đô la mà Trung Quốc dành cho các nước nghèo đang gặp nguy hiểm bởi chính những ràng buộc đi kèm đã khiến các nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước suy thoái kinh tế. Thứ nhất, trong khi 55% các khoản vay và viện trợ không hoàn lại của các chính phủ phương Tây và các tổ chức tài chính quốc tế được đổ vào các chương trình xã hội như y tế, giáo dục và hỗ trợ nhân đạo, thì gần 2/3 khoản cho vay của Trung Quốc là dành cho cơ sở hạ tầng. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, các dự án cơ sở hạ tầng đã hoàn thành như đường thu phí, bến cảng và nhà máy điện sẽ tạo ra ít doanh thu hơn vì giao thông và tiêu thụ điện năng đều ít hơn, khiến các dự án này khó tạo ra thu nhập cần thiết để trả các khoản vay. Thứ hai, vì các khoản vay của Trung Quốc thường được thế chấp bằng nguồn thu từ tài nguyên, rủi ro vỡ nợ sẽ tăng lên đáng kể trong thời kỳ suy thoái vì nhu cầu thấp hơn thường làm giảm giá hàng hóa cơ bản, ngoại trừ dầu mỏ, xuất phát từ các lệnh trừng phạt đối với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Điều này làm gia tăng gánh nặng lên nguồn doanh thu cần thiết để trang trải các khoản nợ. Trung Quốc có rất ít lựa chọn tốt để leo ra khỏi cái hố mà họ đã tự đào cho chính mình. Việc ép các chính phủ vỡ nợ như Sri Lanka phải trả các khoản vay trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế sẽ là vô ích và phản tác dụng. Trung Quốc sẽ không chỉ mất tiền mà còn làm mất uy tín của mình trong quá trình này. Tuy nhiên, việc xóa nợ hoàn toàn lại gây ảnh hưởng xấu đến bảng cân đối kế toán của các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc, vốn là cơ quan thực hiện các khoản vay này, và cuối cùng Bắc Kinh sẽ phải là người bù lỗ. Quý vị và các bạn thân mến, theo như báo cáo từ các chuyên gia lương thực hàng đầu thế giới, thì hiện có hơn 345 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói và mất an ninh lương thực ở mức độ cao vào năm 2023. Con số này dự liệu có thể còn tồi tệ hơn nữa vào những năm tới, khi mà thiên tai, hạn hán, lũ lụt cùng các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang không ngừng diễn ra trên khắp toàn cầu. Đó là còn chưa kể tới tình trạng lạm phát ngày càng gia tăng, các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho phát triển nông nghiệp thì ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Tất cả những dấu hiệu trên đã khiến cho người ta quan ngại về nguy cơ của một nạn đói và khủng hoảng lương thực sẽ diễn ra trên phạm vi thế giới. Quả đúng là thế gian khủng hoảng toàn cầu, cạn nguồn lương thực, thiếu dầu, thiếu ga. Trong khi nạn đói xảy ra, thiên tai dịch bệnh can qua vẫn còn. Vậy tại sao thế giới lại đang đói hơn bao giờ hết? Những nguy cơ nào đang đe dọa trực tiếp tới nguồn an ninh lương thực của chúng ta? Những quốc gia hoặc nhóm người nào đang và sẽ có nguy cơ phải đối diện trực tiếp với nạn đói? Ngay sau đây, mong quý vị đừng ngần ngại bấm theo dõi kênh YouTube Tri Thức Mới của chúng tôi để duy trì kết nối và đồng hành với Lê Minh để cùng làm sáng tỏ về chủ đề này nhé. Như trên đã nói, những cú sốc về kinh tế tài chính, đại dịch bệnh, khí hậu cực đoan, chiến tranh xung đột và giá phân bón tăng vọt, v.v. đang kết hợp lại để tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với quy mô chưa từng có. Chương trình Lương thực Thế giới WFP ước tính rằng có hơn 345 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao vào năm 2023. Con số này cao hơn gấp đôi so với năm 2020. Tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến 29,6% dân số toàn cầu, tức là khoảng 2,4 tỷ người vào năm 2022. Trong đó, 11,3% dân số thế giới lâm vào tình trạng bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng,
hơn 3,1 tỷ người trên toàn thế giới, tức là khoảng 42% dân số thế giới, đã không đủ khả năng chi trả cho chế độ ăn uống lành mạnh vào năm 2021. Con số này nhiều hơn 134 triệu người so với năm 2019. WFP đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Số lượng người đói cực độ tiếp tục tăng với tốc độ khó có khả năng tài trợ kịp, trong khi chi phí cung cấp hỗ trợ lương thực đang ở mức cao nhất mọi thời đại do giá lương thực và nhiên liệu tăng cao. Tại sao thế giới lại đói hơn bao giờ hết? Các cuộc xung đột tại Nga, Ukraine và nhiều khu vực khác đã buộc các gia đình phải rời bỏ nhà cửa, nông trại. Nó phá hủy nền kinh tế, hủy hoại cơ sở hạ tầng và khiến thực phẩm gần như không thể tìm thấy hoặc không thể mua được. Khi bạo lực nổ ra, nó cũng sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế tài chính khác. Cơ sở hạ tầng bị phá hủy, ngừng nhập khẩu, tỷ lệ lạm phát tăng, đồng tiền mất giá, đường xá bị cắt đứt và mất việc làm. Tất cả những điều này khiến nhiều người không thể tìm đủ thức ăn. Ở đâu có xung đột, ở đó có nạn đói. Và ở đâu có đói nghèo, ở đó thường có xung đột. Theo WFP, có 70% người đói trên thế giới sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và bạo lực. Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và thường xuyên hơn đang phá hủy đất đai, gia súc và mùa màng, khiến nạn đói toàn cầu gia tăng nhanh chóng. Những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu thường là nơi có số lượng lớn người tị nạn và di cư tăng nhanh. Những cú sốc khí hậu hủy hoại cuộc sống, mùa màng và sinh kế, đồng thời làm suy yếu khả năng tự nuôi sống bản thân của người dân. Một biểu hiện tiêu cực khác là giá phân bón toàn cầu thậm chí còn tăng nhanh hơn giá lương thực, vốn vẫn ở mức cao nhất trong 10 năm. Những tác động của cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm giá khí đốt tự nhiên cao hơn, đã làm gián đoạn hơn nữa việc sản xuất và xuất khẩu phân bón toàn cầu, làm giảm nguồn cung, tăng giá và đe dọa giảm các vụ thu hoạch mùa màng. Giá phân bón cao có thể biến cuộc khủng hoảng lương thực cục bộ hiện nay thành cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, với sản lượng ngô, gạo, đậu tương và lúa mì đều giảm vào các năm tới. Quá trình đô thị hóa diễn ra trên khắp thế giới cũng khiến cho diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Nhiều người nông dân bị mất đi tài nguyên và tư liệu sản xuất. Họ gián tiếp trở thành nạn nhân của sự biến động xã hội. Cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đã trở nên tồi tệ hơn một phần do ngày càng nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại lương thực với mục tiêu tăng nguồn cung trong nước và giảm giá. Tính đến ngày 5 tháng 6, 2023, 20 quốc gia đã thực hiện 27 lệnh cấm xuất khẩu thực phẩm và 10 quốc gia đã thực hiện 14 biện pháp hạn chế xuất khẩu. Nga đang sử dụng lương thực như một vũ khí đẩy giá toàn cầu lên cao. Ngày 17 tháng 7, gần một năm sau khi thỏa thuận được ký kết tại Istanbul, Nga đã quyết định không gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen. Điều này khiến cho Ukraine không thể tiếp tục xuất khẩu hàng nông sản ra thị trường toàn cầu trong thời kỳ chiến tranh. Trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, Ukraine là nước cung cấp lương thực toàn cầu quan trọng. 1/5 lượng lúa mạch của thế giới cũng như 1/6 ngô và 1/8 lúa mì đến từ Ukraine. Sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, họ tấn công các cánh đồng ngũ cốc và hầm chứa lương thực, cũng như phong tỏa các cảng của Ukraine. Giá lương thực toàn cầu lập tức tăng vọt lên mức kỷ lục và gây nguy hiểm cho nguồn cung lương thực rất cần thiết cho nhiều nước nhập khẩu. Đối diện với khó khăn trên, sáng kiến ngũ cốc biển đen hiện đang cố gắng thiết lập một tuyến đường quan trọng cho xuất khẩu nông sản từ Ukraine và giảm giá lương thực toàn cầu. Năm 2023, 80% lượng lúa mì bán ra bởi Ukraine đã được dùng để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo ở các quốc gia mất an ninh lương thực nhất như là Afghanistan, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somali, Sudan và Yemen, thông qua WFP. Quyết định của Nga được đưa ra bất chấp các đề xuất mới của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết các mối quan ngại của nước này. Ông Putin đã sử dụng thực phẩm như một loại vũ khí nhằm gia tăng sức ép lên Ukraine và gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp lương thực toàn cầu. Vài giờ sau khi rút quân, Nga đã bắt đầu phá hủy các cơ sở lưu trữ ngũ cốc và cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine bằng các cái cuộc tấn công có mục tiêu hàng ngày, không chỉ ở Biển Đen mà còn cả ở sông Danube. Chiến tranh Nga-Ukraine sẽ đẩy nhiều triệu người đến vực thẳm của nạn đói vì những nguyên nhân sau. Nguồn cung phân bón từ Nga bị gián đoạn, thiếu nhiên liệu để sản xuất lương thực, thiếu phân bón cho cây trồng, cảng Biển Đen ngừng hoạt động, các cường quốc xuất khẩu lương thực hạn chế xuất khẩu lương thực,
lạm phát giá lương thực toàn cầu. Các quốc gia phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu đã tăng cường tích trữ lương thực. Khủng hoảng lương thực làm cho nạn đói và tình trạng bất ổn định chính trị trên thế giới trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Trong khi thế giới đang phải đối phó với nguồn cung lương thực bị gián đoạn và giá cả cao hơn, Nga hiện đang tiếp cận các quốc gia dễ bị tổn thương, đặc biệt là ở châu Phi, với các đề nghị song phương về các lô hàng ngũ cốc hạn chế. Đây là một chính sách yếm thế nhằm cố tình sử dụng lương thực như một loại vũ khí. Sự biến động giá lương thực gia tăng có thể kéo dài chừng nào Nga còn đặt nguồn cung lương thực toàn cầu vào tình trạng căng thẳng có chủ ý, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu, đặc biệt là đối với những người không có lương thực ở các nước phụ thuộc vào nhập khẩu. Liên Hợp Quốc buộc phải cắt giảm tài trợ do khủng hoảng tài chính. Liên Hợp Quốc nói rằng, một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đang buộc tổ chức này phải cắt giảm lương thực và viện trợ cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Tổ chức toàn cầu này chỉ nhận được 5 tỷ USD trong số 20 tỷ USD cần thiết. Ít nhất 38 trong số 86 quốc gia nơi WFP hoạt động đã bị cắt giảm hoặc có kế hoạch sớm cắt giảm viện trợ, bao gồm Afghanistan, Syria, Yemen và vùng Tây Phi. Ông Carl Schall, phó giám đốc điều hành của WFP cho biết nhu cầu nhân đạo đã tăng vọt vào năm 2021 và 2022 do đại dịch Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine, cũng như những tác động toàn cầu của nó. Ông nói, những nhu cầu đó tiếp tục tăng lên, những động lực đó vẫn còn đó, nhưng nguồn tài trợ đang cạn kiệt. Vì vậy, chúng tôi đang thấy năm 2024 thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Khi được hỏi tại sao nguồn tài trợ đang cạn kiệt, ông Scow nói, hãy hỏi các nhà tài trợ. Nhưng rõ ràng là ngân sách viện trợ, ngân sách nhân đạo ở cả châu Âu và Hoa Kỳ không còn được như các năm 2021-2022. Ông này cho biết thêm. Ông Scow cho biết vào tháng 3, WFP buộc phải cắt giảm khẩu phần ăn từ 75% xuống 50% cho các cộng đồng ở Afghanistan đang đối mặt với nạn đói ở mức độ khẩn cấp. Và vào tháng 5, WFP buộc phải cắt giảm lương thực cho 8 triệu người, chiếm 66% dân số đang được hỗ trợ. Bây giờ, tổ chức này chỉ giúp được 5 triệu người. Ông Scow cho biết thêm, ở Syria, 5,5 triệu người sống dựa vào WFP để có lương thực đã cung cấp cho 50% khẩu phần ăn. Vào tháng 7, cơ quan này đã cắt giảm tất cả khẩu phần ăn cho 2,5 triệu người. Tại các vùng lãnh thổ của Palestine, WFP đã cắt giảm 20% hỗ trợ tiền mặt trong tháng 5 và tháng 6. Còn tại Yemen, ông nói, thâm hụt tài trợ khổng lồ sẽ buộc WFP phải cắt viện trợ cho 7 triệu người vào đầu tháng 8. Ông Scow cho biết, ở Tây Phi, nơi nạn đói trầm trọng đang gia tăng, hầu hết các quốc gia đang phải đối mặt với việc cắt giảm khẩu phần ăn trên diện rộng, đặc biệt là 7 nước có khủng hoảng lương thực lớn nhất của WFP, đó là Burkina Faso, Mali, Chad, Cộng hòa Trung Phi, Nigeria, Niger và Cameroon. Những điểm nóng của nạn đói. FAO và WFP cảnh báo rằng tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính khả năng sẽ còn tồn tại tồi tệ hơn nữa ở 18 điểm nóng về nạn đói, bao gồm tổng cộng 22 quốc gia: Afghanistan, Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen vẫn ở mức quan ngại nhất. Haiti, vùng Sahel bao gồm Burkina Faso và Mali và Sudan đã được nâng lên mức quan ngại cao nhất. Điều này là do di chuyển về người và hàng hóa bị hạn chế nghiêm trọng ở Haiti, cũng như ở Burkina Faso và Mali và sự bùng nổ xung đột gần đây ở Sudan. Pakistan, Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia, Kenya, Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Ả Rập Syria là những điểm nóng rất đáng lo ngại và cảnh báo cũng được mở rộng tới Myanmar trong phiên bản này. Tất cả các điểm nóng này đều có nhiều người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính nghiêm trọng, khiến tính mạng của người dân bị đe dọa trong những tháng tới. Liban, El Salvador và Nicaragua đã được thêm vào danh sách các quốc gia có điểm nóng về nạn đói kể từ ấn bản tháng 9 năm 2022 của FAO và WFP. Malawi, Guatemala và Honduras vẫn là các quốc gia có nạn đói nghiêm trọng. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong nạn đói. Những người nghèo, những người sống trong các cộng đồng nghèo khó thường không được tiếp cận với thực phẩm bổ dưỡng và sống trong môi trường không an toàn với nước bị ô nhiễm, vệ sinh kém và không được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ y tế và giáo dục. Tất cả những điều này đều góp phần gây ra nạn đói và suy dinh dưỡng. Trẻ em.
Trong khi nhiều người đang sống trong cảnh nghèo khổ phải đối mặt với nạn đói, thì trẻ em dưới 5 tuổi đặc biệt dễ bị đói và dễ gây đến hậu quả thảm khốc. Khi trẻ đói, chúng sẽ khó phát triển, giảm khả năng học hỏi và thậm chí là không khỏe mạnh. Phụ nữ, ở gần 2/3 số các quốc gia trên thế giới, phụ nữ dễ bị đói và mất an ninh lương thực hơn nam giới. Ở nhiều nơi, phụ nữ ăn ít nhất và ăn cuối cùng, mặc dù thực tế là 90% thời gian họ chịu trách nhiệm chuẩn bị và mua thực phẩm cho gia đình. Dữ liệu gần đây cho thấy có số lượng phụ nữ bị đói nhiều hơn nam giới là 150 triệu người năm 2021. Những người bị thiệt thòi nhất trong một cộng đồng, chẳng hạn như người già, phụ nữ, người di tản và người tị nạn, và những người khuyết tật có nhiều khả năng phải đối mặt với các rào cản đối với các dịch vụ, công việc, thu nhập và nguồn lực thiết yếu. Họ cũng có nhiều khả năng phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và bệnh tật, bao gồm cả suy dinh dưỡng. Những người sống trong các cuộc xung đột, ước tính có khoảng 60% người đói trên thế giới sống ở các quốc gia đang có xung đột mạnh. Xung đột làm gián đoạn mùa màng, cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo và buộc các gia đình phải rời bỏ nhà cửa của mình. Người tị nạn và người tản cư. Số người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, đói kém, ngược đãi và vi phạm nhân quyền đã đạt mức cao kỷ lục mới. Những người phải di tản, bao gồm cả người tị nạn, người xin tị nạn, người di tản trong nước, họ phải đối mặt với nguy cơ đói cao hơn. Quý vị khán thính giả thân mến, video câu chuyện Đông Tây của Tri Thức Mới xin tạm khép lại tại đây. Thay mặt ban biên tập chương trình, Lê Minh xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi video và đồng hành cùng chúng tôi để luôn nhận được những thông tin mới nhất và cùng chung tay lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Mong quý vị đừng quên chia sẻ tin bài, ghi lại bình luận và đặc biệt là bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube Tri Thức Mới nếu như đây là lần đầu tiên quý vị xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!